Thank you.
Hôm nay anh Vinh mình đi đâu ta? Chơi ở Phước Sơn. Chính xác, hôm nay một con anh Vinh sẽ đi chơi khu du lịch sinh thái Phước Sơn. Dạ. Hôm nay mình sẽ tới đó thả khủng long. Ok, đó. Bây giờ mình đã thả ra một em ngay trước cổng này nè, thấy không? Dạ. Cổng vào đúng không? Một em T-Rex. Ha. Đấy. Thì sau anh Vinh là mấy chiến binh gì ta? La Mã. Đúng thế, mấy chiến binh La Mã siêu mạnh. Hả?
À, chiến binh toàn là chiến binh nước ngoài không Hà đúng không? Em chiến binh này cầm giáo hả? Anh hay là em? Có em của bố gọi mà anh là gì, cứ bắt nó lòi lên đúng như. Cứ bắt lòi lên là có phải gọi bằng anh đúng không? Thế còn anh này thì sao? Anh này kiếm đâu rồi? Đứa nào trộm mất kiếm của ta rồi? Còn mỗi cái khiên này. Hả? Hello nha. Hả? Chiến kia là đứa trận đàn đúng không bố? Đâu đâu, trận đàn đâu. À đúng rồi, chiến binh chỉ huy. Chiến nữ chiến binh chỉ huy. Cầm cái cây gì mà dài ngoằng kia ha. Nữ hả? Ờ, tóc dài kìa. Nữ hay nam rồi bố? Ok, giờ mình đi vào đi, con đi vào trước đi. Đi. Đi đi, đi vô đi. Đi trời sắp tối rồi ha. Đây đâu, là những... sáng mà bố. Hơi tối tối này, bình thường là sáng hơn là nó sẽ đẹp hơn ha. Bên này là hai bên này là vườn cây. Đó. Vườn cây công nghệ cao đó, người ta giới thiệu như vậy ạ. Có một cái ô bị rớt rồi. Có một cái ô bị rớt chỗ đưa thôi. Ấy giời ơi. Thôi đấy làm gì bé xíu xíu. Ô em bé. Chạy xe đạp được không? Cái này là để làm gì vậy ta? Nhiều lốp xe quá này. Lốp xe này cho khủng long cạp hả? Yeah. Wow. Lên. Chạy lên. Cao quá. Wow. Đi lên trên nữa xem nào. Đúng rồi. Hả? Hả? Lốp xe rất xuống. Cao quá. À trên này nhiều lốp xe quá nè. Mệt. Trên này quá trời lốp xe này. Đẹp đấy à. Chỗ này mà cho anh Vinh chạy xe đạp thì thôi ha.
Ồ, ở đây có một cô... Cô gì ta? Cô nàng tiên cá hả? Dạ. Cầm vỏ sò. Cô nàng tiên cá đang cầm cái con ốc đúng không? Hai cái cục của tôi lấy. Hai cục gì? Hai cục. Không biết. Đây là cái con cá gì vậy ta? Con rồng cá. Rồng cá hả? Đó, lại quá trời thấy không? Ui, nhiều quá, trời ơi. Nhiều không? Cái này mà nhiều. Câu là thôi đó ha. Dạ. Đi giờ mình đi chơi chỗ khác đi. Đi. Dạ, đi. Ui, nó bùm bùm nó à, chỗ cái rễ cây á hả? Ồ, rễ cây nó treo xuống kìa. Ý như sợ rễ. Đừng có kéo, đừng kéo, đứt nó xấu đi. Đừng kéo, đừng kéo, đừng kéo. Rễ cây hay gì vậy? Rễ cây, nó treo xuống để nó đẹp, đừng có kéo đứt nha. Rễ cây hả? Ừ. Mấy cây này là cây con gái đúng không? Cây này kiểu như là cây si á ha. Rễ nó dài ngoằng này. Đó, hết. Ủa, cái rễ nó cắm xuống đây để nó sống hả? Ừ, nó kiếm đồ ăn, hút không khí. Vậy hả? Vậy sao nó? Ồ, mấy cái rễ cây này đẹp hả? Vậy. Em trâu này sùng gãy rồi. Hả? Coi bên kia là con gì đó? Trâu nè. Con mai đúng không? Đừng có gõ vào nó. Gãy sừng rồi à? Dạ. Đây là em voi này bị gãy sừng rồi, gãy voi rồi. Đâu? Voi bị gãy. Sừng đâu? Sừng này nữa. Đây cắm ở đây vào đây này. Đâu? Không phải. Cái này vào đây. Cái này vào đây. Đúng rồi, cái này ở đây. Ủa, bị gãy mất tiêu rồi. Ai bẻ mất rồi. Ui. Bù chuối to không? Ui, sắp gãy rồi, cái cây này, cái thân này. Còng rồi, sắp gãy rồi. Giờ đụng vào là một phát là gãy luôn này. Đừng kéo xuống nhá, gãy đó. Ừ. Bên kia có vườn xoài kìa. Một trái mà. Không, sao ăn chín. Bên kia có vườn xoài kìa, quá trời trái nè. Chưa chín rồi bố. Ừ. Đó, nhiều xoài chưa? Yeah. Nhưng mà quả này ăn được mà.
Đó. Sao người ta làm hai cái cục này bốc? Hai cục nào? Này, hai cục này không che lại. Hai cục đó không che lại hả? Ừ. Ai biết, người ta thích như vậy. Người ta đeo hoa vào đấy là còn gì. Mặc quá trời mà lại để lộ hai cục đó ra ha. Con lưu cá cổ. Ngó gì? Ngó xem con chim không á? Ở đây có một con nữa này. Hôm nay không có ai hết, hôm nay đi mình đi lúc chiều tối không có ai hết. Mình đi để khi mà không có ai mình đi thả khủng long mà. Đúng không? Ha? Hôm nào đi chơi thì hôm nào mình thứ bảy chủ nhật á mình đi, lúc đó mới đông người. Ở về đi bố. Bây giờ hả? Chuẩn bị về ha. Dạ. Ok. Yeah.
Yeah.